bốn con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc rực rỡ trong hai ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 âm lịch, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ai cũng biết cái ngày lễ 30 tháng 4 ngày mùng 1 tháng 5 là ngày giải phóng miền Nam cũng như là gì, ngày quốc tế lao động. Thì đây là hai cái ngày mà cực kỳ quan trọng. Và năm 2024 năm Giáp Thìn thì cái ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy thì hầu hết các đơn vị được nghỉ đến tận 5 ngày đúng không ạ? Tức là gần một tuần. Vậy thì trong thời gian nghỉ ngơi này thì những con giáp nào là những con giáp được thần tài chiếu mệnh, dễ có được cái tài lộc trời ban, may mắn ngập tràn? Theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì thần tài cũng sớm chỉ ra những cái con giáp gặp may mắn trong cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Họ xứng đáng với cái vận may và sớm có những cái tin vui báo về sau những chuỗi ngày vất vả và khổ cực trước đó. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong hai ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, con giáp may mắn đầu tiên mà thần tài báo về không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân vốn là những người thông minh và là con giáp hiểu chuyện số 1. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024 ấy, thì vận mệnh của họ sẽ có những cái cú đảo chiều và phát tài phát lộc rực rỡ. Trong khoảng thời gian này, những người tuổi Thân có những cái thành tích tốt trong sự nghiệp, không chỉ được cấp trên công nhận mà còn được đồng nghiệp tôn trọng. Những người tuổi Thân không cần phải quá lo lắng về cái phương diện tài lộc tiền bạc của mình. Trong cái thời gian này có rất nhiều cái cát tinh nó phù trợ, chuyện làm ăn buôn bán của những người tuổi Thân cũng tiến triển khá là tốt và tìm được những cơ hội để mà phát triển công việc, sự nghiệp của mình. Nếu mà đi đúng đường, đúng hướng mà quý nhân đã chỉ dẫn thì những người tuổi Thân hoàn toàn có thể thu về cái lợi nhuận về tay cao hơn nhiều so với cái thời gian trước đó. Thời điểm này thì cơ hội tài lộc cũng khá là nhiều. Quý vị cũng nên chú ý hơn để nắm bắt lấy cái cơ hội, lấy cái thời cơ. Không nên để cho cái thời cơ nó trôi đi quá nhanh mà bản thân cũng đang gì mù mờ bước về phía trước. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân thì cũng nên năng làm việc thiện. Có thể từ đó quý vị sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để mở rộng các mối quan hệ của mình, có thể hợp tác thêm nhiều cái đối tác và để tăng thêm cái thu nhập cho mình nữa. Thưa quý vị, quy luật của cuộc sống cho đi thì là nhận lại. Quý vị hãy làm việc thiện nhiều hơn với cái tâm trong sáng, đừng có vì mục đích cá nhân hay là tính toán quá mức. Tại nơi làm việc thì những người tuổi Thân cũng sẽ phát huy được hết cái tài năng của mình, nổi bật và trở thành những người dẫn đầu trong một số cái cuộc thi. Và đây thì cũng chính là cái thành quả mà quý vị sẽ đạt được sau những cái chuỗi ngày vất vả, nỗ lực trước đó. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc thì những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều cái may mắn bất ngờ, có thể thu được cho mình những cái lợi nhuận lớn trong đầu tư và trong cái chuyện là quản trị kinh doanh hoặc là giao dịch chứng khoán. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cái cơ hội thì những người tuổi Thân ấy, có thể sẽ kiếm được khá nhiều cái tiền bạc trước kỳ nghỉ lễ và có thể đi du lịch ở khắp nơi và làm những cái điều mình thích. Trong thời gian này, những người làm kinh doanh buôn bán ấy, tuy có phần vất vả hơn nhưng mà bội thu, đắt khách hơn thường lệ. Thêm nữa, trong thời gian này cũng được nhiều cái quý nhân tương trợ giúp đỡ thì đây cũng là cái dấu hiệu tốt cho những người tuổi Thân. Đấy. Bản mệnh có thể sớm đón tin vui về đường con cái, tìm được những cái niềm vui trong cái lúc tưởng chừng nhưng mà đã không còn hy vọng nữa. Nếu mà vợ chồng những người tuổi Thân ấy đang mong có con thì trong thời gian này quý vị hãy bồi bổ sức khỏe để sớm có những cái tin vui nó báo về. Thêm nữa, lại được lưu niên nó ủng hộ nữa, vậy nên nó giúp cho những người tuổi Thân ấy sẽ được phúc lộc dồi dào. Nếu có thể thì quý vị hãy năng hành thiện tích đức cho bản thân. Trong thời gian tới thì các cặp đôi cũng có thể có sự chuyển biến khá lớn trong các mối quan hệ. Có thể một trong hai người sẽ có những cái biến cố lớn đã khiến cho quý vị và người ấy muốn nhanh chóng tiến đến cái hôn nhân. Chuẩn bị về chung một nhà. Còn những người độc thân thì có thể sẽ tìm được một cái nửa kia của mình một cách là khá tình cờ. Bản thân có bạn cũng không mấy quan tâm đến cái chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi mà nhân duyên đến thì quý vị cũng sẽ hết sức thu hút và cũng không thể nào từ chối được. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu vốn là những người rất nhiệt tình, vui vẻ và tràn đầy cái năng lượng không thể thiếu trong cái danh sách những con giáp may mắn tài lộc trong cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024 này. Là con giáp may mắn trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy thì họ gặp nhiều cái may mắn phát tài phát lộc. Về mặt sự nghiệp thì những người bạn tuổi Sửu sẽ đạt được những kết quả tốt nhờ vào sự nỗ lực của bản thân và được kỳ vọng sẽ gặp được may mắn trong cái việc thăng quan tiến chức tăng lương. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu trong cái thời gian này nói chung ấy cũng duy trì ở mức khá là ổn định. Nguồn thu nhập chính thì vẫn dựa vào cái tài lộc của quý vị, cái chính tài. Những khoản thu từ công việc cố định tuy cũng có thêm một vài cái phụ thu nhưng mà cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được cái vận trình được khởi sắc hơn rất nhiều. Trong thời gian này, tốt hơn là những người tuổi Sửu nên tập trung thời gian vào công việc chính của mình. Đừng có ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống của mình. Đặc biệt, trong thời gian tới, những người tuổi Sửu này thì được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó hỗ trợ đắc lực cho những ai mà mạnh mẽ, quyết đoán. Còn những người do dự để cái chuyện tình cảm nó chi phối và công việc làm ăn ấy, thì sẽ khó có thể phát triển được những cái ý định mà mình mong muốn. Thì ngoài ra, những người tuổi Sửu cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm cái kiến thức chuyên sâu nhằm nâng cao cái chuyên môn của mình. Rất có lợi cho cái con đường phát triển sự nghiệp cũng như là con đường làm giàu của các bạn. Nhìn chung ấy, với cái cách chi tiêu cân đối của những người tuổi Sửu thì các bạn vẫn có đồng ra đồng vào, không lo bị túng thiếu. Có điều trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải đi lại khá là nhiều để giải quyết cái công việc nên là chi phí nó cũng không nhỏ. Quý vị cần phải nhắc nhở bản thân tuân thủ cái kế hoạch tiết kiệm mà mình đã đặt ra. Đồng thời, những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng có thể gặp được những người mà mình thích trong cái cuộc sống hàng ngày. Mối quan hệ của họ sẽ càng ngày càng phát triển và nhanh chóng gặp được nhiều cái thuận lợi. Đó. Về mặt tài lộc thì những người tuổi Sửu nói chung trong thời gian này nhờ những cái thành tích tốt đẹp trong khoảng thời gian trước đó mà họ không chỉ có thể đạt được nhiều cái may mắn mà còn hay được người khác mời ăn uống kèm theo là gì? Cái cơ hội kiếm tiền làm giàu cũng đang đến với những người tuổi Sửu. Chỉ cần quý vị biết nắm bắt lấy cơ hội thì những người tuổi Sửu có thể kiếm được một cái khoản tiền nhiều và sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc đến tận cuối năm. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy, không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ sẽ được gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp thì phát triển rực rỡ, suôn sẻ hanh thông trong cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024 năm Giáp Thìn. Tại nơi làm việc, những người tuổi Tỵ có thể là nhận được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ từ những người cao quý, phát huy hết cái tài năng của mình và đạt được những kết quả tốt đẹp. Về mặt tài lộc thì những người tuổi Tỵ trong thời gian này cái vận trình tài chính nó cũng khá là lớn vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 dương lịch. Nói chung ấy, những người tuổi Tỵ có thể gặt hái được nhiều cái thành tựu từ cái việc đầu tư và quản lý tài chính, gặp được nhiều cái may mắn thuận lợi hanh thông. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ nói chung ấy có cái tinh thần mạnh mẽ và sông sáo thì đây cũng là cái tiền đề khá là tốt cho mọi cái thành công trong tương lai. Cái sự nhiệt tình này cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Nói chung ấy, lại thêm có được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ ghé thăm, còn khuyến khích những người tuổi Tỵ nên tập trung vào các khía cạnh sáng tạo, đó mới là cái việc mang lại cho bản mệnh những cái niềm vui, đấy, những cái tiếng cười. Quý vị hãy chia sẻ những ý tưởng mới mẻ hay ho với mọi người, họ cũng sẽ rất là vui đấy. Thì đây cũng là lúc mà những người tuổi Tỵ muốn thử thách mình với những cái điều mới lạ. Giai đoạn này, đặc biệt là có nhiều cái ý tưởng sáng tạo và cái năng lượng làm việc khá là dồi dào. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ cũng nên dành thời gian để
áp dụng cái lý thuyết và thực tế đó để mang lại cái may mắn nhiều hơn nữa. Nếu như mà trước đây những người tuổi Tỵ có xu hướng hành động quá an toàn thì giờ này quý vị hãy thử thay đổi một chút xem sao. Miễn là quý vị biết đủ và biết dừng lại khi mà cần thiết, không đối thủ nào có thể là gì kìm hãm được cái sự phát triển của quý vị. Những người tuổi Tỵ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, với nhiều cái cát tinh nó vây quanh, nó cũng sẽ khiến cho người ta ngưỡng mộ vì cái phúc lộc của những người tuổi Tỵ. Một số người thậm chí còn có cơ hội được nhận được tiền thưởng hoặc là được tăng lương thăng chức. Những người tuổi Tỵ hầu như là không phải chịu nhiều cái áp lực về tài chính, nhờ thế mà họ có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt. Ngoài ra ấy, thì các bạn còn có thể dùng cái tiền của mình để giúp đỡ những người gặp cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ còn có thể dễ dàng kiếm được thêm nhiều cái nguồn tiền nhờ vào kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư đúng lúc đúng chỗ. Các bạn sẽ đón nhận được nhiều cái cơ hội tốt, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực thì giàu sang phú quý chỉ là cái chuyện trong tầm tay mà thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng cần phải thận trọng khi đưa ra những quyết định về tài chính, cố gắng nên dứt khoát hơn và tin tưởng vào cái phán đoán của mình. Ngoài ra thì cái vận may tình cảm của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng khá là hanh thông thuận lợi. Những người độc thân thì cũng sẽ nhận được cái đối tượng mà mình yêu đấy, bắt đầu được cái mối quan hệ tốt đẹp đấy, cùng tiến đến trong tương lai. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ dù về bên ngoài hiền lành, lạnh lùng, nhưng mà bên trong họ lại là những người mạnh mẽ và khá là kiên cường. Dù gặp phải cái chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ tìm được cách giải quyết êm đẹp nhất. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 thì không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Quý vị thân mến, những người tuổi Mùi là những người mà trung thành, tốt bụng và ngay thẳng. Cái vận may trong sự nghiệp của những người tuổi Mùi cũng sẽ được cải thiện trong cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ thì có thể đạt được những cái thành quả khả quan và mang lại cái sự may mắn giàu có đến tận cuối năm. Đồng thời, những người tuổi Mùi ấy, thì cũng có thành tích tốt trong cái vấn đề về tiền bạc. Họ luôn có cái vận may dồi dào, có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương, tăng thưởng đang cận kề. Được thúc đẩy bởi sự may mắn về tài chính, chất lượng cuộc sống của những người tuổi Mùi thì cũng sẽ được cải thiện đáng kể và họ sẽ sống một cuộc sống là sung túc, hạnh phúc và ấm no. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh nó cũng ủng hộ, nó mang lại những cơ hội để cho những người tuổi Mùi có thể tự tin thể hiện cái thế mạnh của bản thân. Quý vị sẽ có cơ hội bộc lộ chúng trong cái cách giải quyết các vấn đề lớn. Đấy. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì mọi chuyện sẽ diễn ra khá là trôi chảy, ít gặp phải những trở ngại. Vì vậy, quý vị hãy mạnh dạn áp dụng những ý tưởng của mình, đừng để cho tháng ngày trôi đi một cách uổng phí. Thêm nữa, trong cái thời gian này, những người tuổi Mùi cũng được cát tinh nó chiếu mệnh, nó hỗ trợ, nó giúp cho quan hệ trở nên hài hòa hơn, vui vẻ hơn. Tình cảm của đồng nghiệp, của đối tác thì cũng sẽ được tốt đẹp hơn. Chúng sẽ mang lại cho quý vị những cái niềm vui mỗi ngày đến công sở, đến nơi làm việc. Vì vậy, nếu mà may mắn được làm cùng những người không biết tiết kiệm lời khen, thì những người tuổi Mùi ấy sẽ làm việc hết sức là hiệu quả. Quý vị hãy tận dụng cái thời điểm tuyệt vời này để hoàn thành thật tốt, thật nhiều việc quan trọng trong bảng kế hoạch của mình. Bên cạnh đó, trong cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, thì lại được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Quý vị có cơ hội giao tiếp với những cái cơ hội may mắn, tài lộc đến với mình. Cái cơ hội kiếm tiền nó xuất hiện trước mắt, liệu quý vị có nắm bắt được hay không ấy, và khiến tiền về đề túi hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn đấy. Các bạn hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nữa. Trong thời gian này, với những ai mà đang gì khai thác cái năng lực của mình ấy, không ngại khó, không ngại khổ thì sẽ sớm được đền đáp một cách xứng đáng. Khi nhận được những thành quả xứng đáng, các bạn sẽ nhận ra rằng cái nỗ lực của mình là cái điều hoàn toàn là cần thiết. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho những người tuổi Mùi trong thời gian này là đừng quá tin tưởng vào các kế hoạch làm giàu nhanh. Vì cái việc ấy, nó sẽ khiến cho bản thân rất dễ bị nản chí và rất dễ bị lừa lọc mất tiền bạc.
cái vận may từ trên trời rơi xuống nó thường là cái bẫy, hoặc là có thể ai đó che giấu những cái khó khăn mà họ đã phải trải qua. Thì ngoài ra quý vị cũng không nên thật thà để lộ rằng mình có tiền, vì có kẻ xấu có thể là tiếp cận bạn với cái mục đích là gì? Mục đích xấu đấy. Ngoài ra trong thời gian này, những người tuổi Mùi thì cũng có những cái đột phá trong cái mối quan hệ, ăn nói khéo léo hơn, anh em chị em trong nhà thì cũng biết hỗ trợ lẫn nhau và dành cái thời gian chất lượng cho nhau. Công việc hiện tại cũng đang có cái dấu hiệu tăng quan tiến chức. Quý vị hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để nắm lấy cơ hội ngàn vàng đến với mình nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi trong thời gian này hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 chúng ta sẽ có 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Thân, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Mùi. Đây là 4 con giáp được thần tài để mắt đến trong cái dịp nghỉ lễ. Cái cơ hội giàu sang phú quý cũng đang nằm trong tầm tay của các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.